Hello xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả quý vị, các cô chú chị và các bạn. Càng ngày thì uh, những người mà canh ghét đố kỵ với uh, Loan Móm, với Ni um, càng tôi nghĩ rằng là càng cảm thấy xấu hổ và rất là bức chế nhưng không làm gì được cả. Uh, tất nhiên rồi, họ làm sao mà mà cùng đẳng cấp khi mà họ cứ so sánh là đẳng cấp này giống như là ám chỉ đẳng cấp kia. Đó. Tôi nói là trong cái drama liên quan đến câu chuyện của Hoàng Loan rồi câu chuyện Hồng Loan ra thì lấy cái gì mà đổ vào mồm, đúng không? Rồi câu chuyện Hồng Loan ra thì uh, có cái gì là, là hot đâu. đó, Cho nên là có làm hay không làm không quan trọng. Mà thực ra thì nói là không có cái gì đổ vào mồm thì không đúng. Tôi không muốn uh, uh, phủ nhận đi những cái mà họ đang làm được. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói là đừng có nghĩ rằng là có tiền. Uh, muốn nói gì thì nói trong cái câu chuyện của Hoàng Loan thì chúng ta cũng biết rồi. Ừ, bản thân các anh em YouTube ở phía bên này thì cũng có những người nhận được đơn của mẹ con nhà cô cháu gái. Nhưng mà không ai người ta sợ cả. Tôi nghe nói là cũng ba cái lá đơn nhưng mà chưa thấy um, gọi đến tôi. Nhưng mà với hoa hậu, hoa hậu, cái loại hoa hậu rẻ tiền 8 9 màu, 11 12 màu đấy. Cái hoa hậu mà gọi là ở đất thép đấy. Thì tôi nói đến thời điểm hiện tại thì tôi nghe nói hôm qua thì hầu hết các anh em đều điện cho tôi rằng là bên phía cơ quan chức năng đã có giấy triệu tập đối với tôi và cũng khuyên tôi rằng là à, thôi đừng nói bà này nữa. Xin thưa rằng là chơi được, chịu được. Hôm nay tôi nói tiếp. Và hôm qua tôi thấy cái sở status đăng lên rồi là gửi cho Sở Văn hóa Thông tin Truyền thông đúng không? Người ta đã nhận và người ta chuyển. À, giả xác nhận là nhận đơn hay là gì đó nhưng mà tôi nghe nói là có hai cái giấy triệu tập một cái là của cái thành phần ăn cháo đá bát thì tôi không nói rồi một cái của cái thành phần ăn cháo đá bát thì tôi không nói nha ăn cháo đá bát cho mọi người tự hiểu đó à, cái thành phần đó tôi cũng nói như tôi nói luôn cái cái của tôi tôi không phải né tránh gì cả à, cô ta lên mạng cô ta nói rằng là tất cả những người động đến cái cái từ bảy màu à, mì xào thì cô ta điều kiện hết Ừ, và cô ta xô lên là bốn mấy cân bốn mấy kênh đúng không nhưng thực tế như là nghe nói là có sáu bảy kênh thôi trong đó có tôi uh, trong đó có tôi nhưng mà trong các kênh uh, đi chen uh, của hồng loan á, thì tôi là người uh, bị triệu tập đầu tiên ừ. thì tôi không biết là triệu tập đầu tiên hay không nhưng hôm nay thì tôi nói về cái nhân cách và cái tư cách khi cô ta nói rằng là cái văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cần phải được thanh lọc cần phải được uh, làm sạch vậy bây giờ tôi sẽ nói những cái điều này để xem là văn hóa ứng xử của cô ta có sạch hay không nhé khi mà nhân cách tôi nói với các bạn là chúng ta ra xã hội khi mà chúng ta nhìn thấy những cái loại người mà nhân cách nó rẻ rách rồi còn lên đòi bày đặt dạy người ta nha ví dụ như cô ta nói uh, ni là em mã lai em Mã lai nói hồng loan là cái em vô ơn á à. thì các anh các chị thử nhìn vào cái từ đó xem là nó sạch sẽ vào văn hóa ứng xử của cô ta như thế nào nói thẳng như tôi này tôi gọi luôn luật sư kha hay luật sư kha cái từ Kha ít lắm tôi gọi anh kha đấy ví dụ tôi gọi như vậy và tôn trọng người ta sẵn sàng phản biện chưa chắc người ta đã đã nói lại được mình hoặc là bây giờ cái câu chuyện là anh ấy không nói tôi không nói tôi chỉ lấy ví dụ thôi hoặc là cái tên hồng loan thì gọi thẳng cái tên hồng loan đi gọi làm gì em vô ơn hả ni đó gọi thẳng luôn là ni hoặc là uh, nguyễn thị minh thái đấy. đúng không tên của chị ni đầy đủ tên khai sinh là nguyễn thị minh thái phải không đó gọi luôn lên đấy. gọi ni Na si nguyễn hay là gọi là a đi trong đi việc cái gì mà phải nói rằng là cái em à, à, đại diện phát ngôn với em ma tôi nói ở đây là nhân cách rất là rẻ rách và bần tiện rồi thì nói là các kênh youtube à, sợ thì xóa bài đi cũng không thoát được đâu này tôi nói chị biết như thế này này, à, người ta không phải sợ chị, à người ta không phải sợ chị có một số anh em thì cái youtube thì nó vàng vàng tiền với ai nữa là là của tôi vừa rồi cũng biết là tại sao bị báo cáo mà tôi nói là bật kiếm tiền bật kiếm tiền là nó nó vàng mặc dù tôi tôi không nói tục chỉ vậy nhưng mà cái đó là nó do liên quan đến báo cáo thì trước kia là tôi cũng bị một gậy của bên phía nhà cô cháu gái thì phải cũng có thể là do báo cáo nhiều đấy nhưng mà cái mà tôi muốn nói là chị nói rằng là văn hóa ứng xử rồi nó gọi này gọi nọ sao không dám gọi thẳng tên chị vậy chị dám gọi tên người ta chưa chị gọi tên người ta chị gọi tên người ta thì chị bị bị mấy rồi xô tin nhắn lên chị bị mấy triệu đấy à? cho nên là cái lúc đó là cái lúc không biết nghĩ mình là à, giỏi là oai đấy à, tôi chưa biết là như thế nào thì chị bị phạt trước tôi là chị nhục hơn tôi rồi, à, còn chị nói rằng là tôi phải à, muốn ăn Tết ở trong à, T 30 không, Tết qua mấy mấy tháng rồi, Tết qua mấy tháng rồi, cái mà hình như là cái cơ sở để gọi tôi lên đó là cái tin nhắn mà tôi xô giữa tôi và chị ta, đó. chị ta cố tình nhắn để gài tôi để để làm gì, để nộp cho cơ quan chức năng, đó. tôi nghĩ là cái cái đó và tôi cố tình tôi nhắn lại luôn, tôi chửi thẳng luôn ở đó tôi cũng rất là khinh rẻ cái tin nhắn nó rất là dài tôi có chuyển cho ni một đoạn nhưng không biết là ni còn giữ không chắc là cái tin nhắn đó thôi nhưng mà chưa chắc là ăn được gì ở tôi đâu tôi nói hôm nay là tôi chưa nhận được và tôi biết là các anh em nói rằng là đã nhìn thấy giấy triệu tập của tôi nhưng chưa đến tay tôi chưa đến tay tôi thì tôi còn bèm cho chị nữ à, hôm qua tôi thấy chị đăng lên là hùng hùng hổ hổ lắm này có tiền đi ăn chơi hay đi đâu thì cũng không quang minh chính đại chị bị người ta nói từ bên drama của bà Nguyễn Phương Hằng của chị Hằng luôn à, tôi nói là của chị Hằng và cái hôm đó chị xùi sụt chị khóc này có cả tôi này chị gọi tôi đến Thanh Minh này chị nhớ không hôm đó là tôi này đó cái hôm ở khách sạn đấy bị chị Hằng chị nói đấy là tôi này đấy tôi và một số anh em khác này nhớ không xấu hổ không làm gì mà, mà từ drama của bà Hằng cho đến sang drama của Hồng Loan chị chê những cái thành phần ăn cháo đá bát cái bộ ba tam sen kia thì chị cũng không kém thì người ta đâu Đó. chị chị thậm chí là cũng ngang ngửa thôi đến thời điểm hiện tại tôi thấy chị ngang ngửa cho nên tôi nói luôn cho chị cho chị kiện cho nó nó bỏ quá à. còn tôi chơi được chịu được tóc sợ nhá nói đến tầm này rồi thì không có sợ bố con như thằng nào hết bây giờ à. tôi nói luôn cho chị này chị nói về à À, tôi là người quang minh chính đại, tôi phân tích về pháp luật Pháp luật gì mà một cái thằng, một cái thằng đàn guitar, một cái thằng hấp diêm à, Một cái đứa hấp diêm, một cái kẻ hấp diêm mà vẫn còn thua nó Bị phạt 7 triệu rưỡi Thế mà đòi làm tư cách, làm đại diện phát ngôn cho Hồng Loan Vị trí ấy đáng lẽ là phải của chị của ơi, may là không ấy vào chị đó, may là không dây vào chị đó Không dây vào những thành phần như chị với những cái thành phần ăn cháo đá bát ấy không bây giờ con bé loan nó không biết là nó đứng ở đâu rồi à có khi là nó bị gọi lên cơ quan chức năng suốt ngày này qua ngày khác luôn nghe chưa cho nên là chị đừng có dạy người ta cách sống cách phát ngôn à xem lại cái tư cách của mình đi nó tôi nói là ở ra ngoài xã hội nói với chị này ra ngoài xã hội ấy, có những người tôi nói thật rồi cái tư cách nó dư nó bẩn chị chơi thế nào chị chơi thế nào mà để từ drama của hồng loan cho đến drama của chị Hằng cũng toàn những anh em người ta đã từng ăn nhậu với chị đó người ta lên người ta nói chị đó có thấy có thấy nhột không? Và tôi thật sự là tôi tôi cảm thấy nhục lắm. Ủa thế chị bảo là người ta sợ chị người ta xóa video, Nếu chị không sợ mẹ con nhà bà nhà, nhà nhà bà sáu thì chị xóa một đống video, chị xóa cái gì đấy? À, chẳng nghe chị xóa À, cái gì trên cơ thể của chị à? chữ nhục nhiều khi nó không hiện hiển thị người ta không biết ra những cái chữ chữ nhục là tôi thấy là nó hiển thị trên khuôn mặt của chị rồi à, tôi à quên mất tôi cũng được biết là chị về Hà Tĩnh phải không ừ. nơi đó cũng gần người nhà của tôi tôi thấy chị đăng cái 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 chỗ đấy ở Hà Tĩnh Xuôi da của chị cũng gần ngay khu nhà người nhà của tôi đấy mà tôi thật sự là tôi không hiểu là một con người như chị vẫn lên thanh minh được ngày xưa một bài một bài đăng trên facebook của chị thu ít là ngàn thậm chí là ngàn mấy lượt yêu thích thế bây giờ chị đăng lên chả ma nào có thèm nhòm còn ít hơn cái của tôi đăng trên trang cá nhân của tôi thì có thấy xấu hổ không có thấy kém cỏi không đôi khi có cảm thấy chữ nhục nó nó ở trong người không mà còn vành vẻ còn làm oai ôi trời ơi mà tôi nghe nói là kiện cả mấy cái kênh YouTube nho nhỏ thì phải nhỏ hay to tôi không quan trọng nha quan trọng ở đây là tôi nhìn vào cái người ta đang đang nói cả tại sao dư luận xã hội người ta lại đứng về phía Hồng Loan thì các cụ hay nói rồi ngu thì cũng phải em mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ đúng không các bác hay, các chị đó thì chúng ta nhìn vào là chúng ta để biết một người người ta nói thì chúng ta có thể là là cho là người ta sai như đây, đây, đây. thứ hàng nghìn người người ta nói hàng nghìn nhé bởi vì mỗi một video của các anh em người ta đăng lên cũng có đến mười mấy hai chục ngàn lượt coi thế chẳng lẽ là người ta đồng ý với chị à để quay sang để người ta xem chúng tôi nói cái gì à đó cho nên là may cho chị là chị không lên video hàng ngày chị mà lên video hàng ngày tôi nói cái lượt view nó còn thấp hơn của tôi ấy. thật sự chị mì xào kém lắm cho nên là chị đừng có đăng cái đó lên tôi biết là tôi có đơn triệu tập từ à, có giấy triệu tập từ chị nhưng khi nào cơ quan chức năng gọi tôi lên thì tôi cũng sẽ nói đúng những gì mà tôi nói hôm nay này có nhục không khi mà đi nói người khác cũng mã hóa tên để xong rồi đi cũng đi kiện người khác cũng đi cài người khác để kiện mà trong khi bản thân mình nhiều khi lại còn dơ còn bẩn hơn người khác xóa bao nhiêu video vậy có đến hàng trăm chưa? Trời ơi Đừng có nghĩ rằng là người ta Tất cả xã hội người ta không biết gì chị ạ Nè Đừng có nghĩ rằng là người ta không biết một cái gì Cho nên là chị Nhìn lại chị bớt đi một cái Ở đây là tôi nói là bớt là bớt Bớt là nhiều khi các cụ nói là bớt ngu đi một chút nha Hoa hậu gì Giờ còn cái kìm gắp trả ra chảy thế lê như quả mướp Có cái gì mà hoa hậu oai gì cái đó cựu thông dịch viên á à? thông cái gì thông gì chị thông à thật ra thì tôi nói thật là tôi nói chị đến chị thì tôi lại rất, rất nể chồng chị bởi vì anh ấy không trêu gì tôi cả thật sự là như vậy anh ấy không trêu gì chúng tôi cả bản thân anh ấy chỉ là một caramen cho chị thôi ờ, những lúc mà, mà quay để phụ chị thôi còn bản thân chị chị xem lại cái tư cách của mình đi một chút nhé rồi sau này cái câu chuyện Chị có còn dám làm chen của chị Hằng nữa không? Đi gặp các anh em Youtube không? Sao vậy? Đó. Ngày xưa tôi chỉ vì bị hiểu nhầm thôi Tôi bị người ta nói một hai video Tôi không bao giờ tôi đáp lại Là Tự nhiên câu chuyện nó sẽ lắng xuống Càng giải thích, càng thanh minh, càng phân vua Thì người ta càng coi thường mình Đó. Người ta càng coi thường mình và đến bây giờ thì chị càng làm những cái trò mèo, trò hề ấy, Thì người ta càng khinh thường chị ha Hãy nói, hãy nói đúng nha Sống đúng theo cách của mình ha? Cho nên là bây giờ chị Chị kiện bọn tôi á Thì chị cứ để im im lặng đi Chị mà chị kiện Chị đừng có đăng lên cái gì cả Đừng khoe quang cái gì cả ha? Tôi là tôi phỉ nhổ vào chị đó Tôi phỉ nhổ vào cái tác cộng đồng của chị đó Nghe chưa đó là nói thật đấy để nói để cho chị biết, nha trong câu chuyện của Hồng Loan, chị là cái thứ gì gì cũng không có ai là thứ hai đâu, mà ha? đó, đó cho nên là trong cái câu chuyện Hồng Loan xem là chị xóa bao nhiêu video, chị mã hóa bao nhiêu lời nói, nha, rồi cái bên cái phía cái phía bà bà gì, phía bà bà sáu bây giờ đang phải cho cái thằng đệ tử, à, cho cái thằng cũng là một cái thằng dạng là ăn cháo đau bát, đi sang bên bên đấy xua nịnh nịnh hót, à, nịnh hót bên nhà bà đó một tí để lập đói công chuộc tội trời ơi tôi thấy cả đám cả đám nhục tự nhổ ra và liếm lại chơi được chịu được nét như sony nhá tôi nói thẳng cho chị vậy giống như chị hằng tôi nói luôn là chơi được chịu được thì tôi cũng vậy không bao giờ ân hận trong câu chuyện của hoàng loan cũng vậy nhá chị quên mất một điều rằng là ngoài cái vấn đề là ở à, liên quan đến cái, cái cái chị khoe về kinh tế ra thì chị thua bọn tôi ở cái nhân cách yeah. thua bọn tôi ở cái nhân cách à. thua cái gì thua được cái nhân cách đi sang bên đó mà ở với thầy ông nội đi sang bên đó mà ở với thầy ông nội à. cho nó hợp tình hợp cả lý đáng lẽ chị phải làm nếu mà chị biết về youtube à, biết về tìm hiểu youtube sớm hơn là chị làm cái chèn thầy ông nội xong chị quay xe là nó hợp lý ta à. ở với những thành phần đấy đi đấm bóp chân cho thấy ông nội à, chứ còn đừng có ngồi ở đó mà phải khoang cái chiến tích nè khi nào bọn tôi lên cơ quan chức năng sau đó tôi về và cơ quan chức năng yêu cầu xóa video tôi sẽ xóa phạt tôi sẽ phạt à, đóng phạt tôi sẽ đóng phạt nếu như tôi có sai à, còn đối với cái thân cái cái mặt của chị thì tôi nói luôn cho chị biết như này tôi nể chồng chị bao nhiêu tôi khinh chị bấy nhiêu chính vì tôi khinh chị và tôi không sợ chị tôi mới làm cái video này nhá thế còn nếu mà kiện như chị ni mi loan nó kiện chị mấy chục lá đơn nghe chưa cho nên là người ta không thèm chấp kẻ tiểu nhân không lấy lòng tiểu nhân để đo cái bụng dạ của người quân tử được đâu à mình triển cận mình mình nhổ ra liếm lại như thế nào thì đừng có nghĩ rằng người ta phải nhổ ra liếm lại như mình nhé yeah. còn với tôi á tôi nói cho chị này tôi chỉ có vàng video video nó ít view quá không có người xem tôi xóa đi hoặc là tôi ẩn đi thôi nhưng mà tôi không phải chạy tội như chị đâu không phải đói công trực tội như chị đâu video tôi cũng để đầy đấy Ha. À, bộ chị Hằng video của tôi cũng còn đầy đấy cho nên là nhìn lại nhân cách tư cách của mình đi đó, trong câu chuyện của Hồng Loan trong drama của bà Hằng, đó, xem là nó như thế nào mà ở đấy mà khoe là hoa hậu à, Phỉ nhổ vào đó, nay tôi làm tiếp cho video Cóp cái này vào mà nộp lên, đấy nó nói tôi đấy, xem là xem xem là là được cái gì không, à, mà tôi nói nét luôn cho chị, câu chuyện ở đây câu chuyện trên mạng xã hội mà thể hiện ra cái bản chất của mình đi đâu người ta cũng khinh thôi nè đó bây giờ tìm xem được mấy fan đi đâu thì người ta cũng bảo ôi rồi không tin được đâu Ô, rồi ôi hợp tác với con này ngày trước nó nó đi bên Hồng loan sau này nó lại quay xe uổng công cho những người như anh vũ luôn anh đã tin tưởng chị uổng công cho những cái người mà người ta tin tưởng mình rồi cuối cùng mình không dám đưa cái tin nhắn của người ta lên nhục lắm không dám đưa cái tin nhắn của người ta lên mà những cái ghi âm của người ta lại đưa cho một kẻ khác lại phải bóp một chút tiếng đi xấu quá uổng cho những cái người mà người ta đã làm với mình chơi với mình rồi từ cái hàm răng từ cái hàm răng cho đến cái câu chuyện bông tai Ôi rồi tôi lạy luôn. À, bớt bớt đi chị ạ, thật sự là em nói với chị là chị xem lại nhân cách và tư cách của chị đi. À, đấy, bởi thế cho nên là đừng có ngỡ, đừng có mang miếng ăn, mang câu chuyện ra hay là những cái thứ rẻ rách ra để mà đi kể lể. Đừng lấy cái sự hào nhoáng của mình mà đi khoe khoang, nghĩ rằng là mình hào hào nhoáng thật sự. Đôi khi ở bên ngoài có những thứ nó dơ bẩn lắm chị. Nó dơ mà nó bẩn, bẩn vô cùng Tổ quốc ta ơi Nó đã bẩn rồi mà vẫn cứ cho mình là sạch Cái đấy là tùy chị thôi Còn tôi, hôm nay tôi lên Cho chị tiếp, cho chị biết à. Để cho chị nhìn vào đó Và chị hiểu Hiểu đến đâu thì hiểu Những thứ như chị thì chắc cũng chả hiểu được bao nhiêu đâu Nhưng thôi, cứ nói để cho chị biết thôi à. Cảm ơn tất cả mọi người Chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe bình an Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video sau video này là dành nguyên cho một bộ để cho mà cóp và mà kiện nhá cảm ơn tất cả mọi người